Xin chào, tôi Tuấn Anh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về sóng âm. Đây là bài cuối cùng trong chương sóng và cũng là một phần tương đối là dễ dàng. Theo thầy thì phần sóng âm nó khá là dễ. Trong các tất cả các năm trước thì đề thi Trung học phổ thông quốc gia và đề thi đại học các năm trước thì bài toán sóng âm nó xuất hiện cũng khá là dễ, được chưa? Mặc dù có những câu được xếp ở dạng là những câu khó lấy điểm 90, tuy nhiên chúng ta có thể dễ dàng giải quyết được. Và hôm nay thầy sẽ nói với em, cho em cách làm sao giải quyết bài toán sóng âm một cách đơn giản nhất. Trước khi chúng ta làm bài tập thì chúng ta sẽ nghiên cứu về những cái tính chất lý thuyết của sóng âm đã, vì đây cũng là những tính chất quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong các đề thi. Phần số 1 thì chúng ta sẽ nói về khái niệm thế nào là sóng âm. Sóng âm thì nhớ này, sóng âm thực chất nó chỉ là sóng cơ học thôi. Như thầy nói ở đây thì có nghĩa là thầy đang phát ra một cái sóng âm. Và sóng âm này thì nó truyền trong môi trường là không khí. Các phần tử không khí bị giãn và nén, rồi nó truyền đến đến tai người nghe, nó làm rung màng nhĩ. Thực chất nó chỉ là sóng cơ thôi. Sóng âm thực chất chỉ là sóng cơ thôi. Thế và định nghĩa của sóng âm thì rất đơn giản như sau. Sóng âm nó là các dao động cơ học. Nó là các dao động cơ học truyền trong môi trường rắn lỏng khí. Truyền trong môi trường là rắn này, lỏng này, khí. Vậy thì nhìn đây chúng ta thấy là tuyệt nhiên là sóng âm nó cũng giống sóng cơ, nó chỉ truyền được trong các môi trường vật chất thôi, rắn lỏng khí. Nếu môi trường chân không, không vật chất thì nó không thể truyền được. Vậy thì điều này lý giải tại sao mà các nhà du hành vũ trụ khi mà ví dụ lên mặt trăng họ muốn trao đổi với nhau, họ không thể đứng nói được, được chưa? Mà họ phải chạm đầu với nhau, chạm đầu, được chưa? Tất nhiên họ mặc một cái bộ gì nhỉ? Bộ bảo vệ rồi đúng không? Khi chạm với nhau thì mới có khả năng giao tiếp. Còn nếu mà đứng cách xa nhau này thì không thể nói được, bởi vì ở giữa nó không phải là môi trường vật chất, không thể nói chuyện được, đúng không? Ok, đây là khái niệm. Thế việc nói đến sóng âm thì có những cái thông số đặc trưng nào cho nó? Thì bây giờ ta sẽ nói đến các thông số của sóng âm, các thông số vật lý. Các thông số. Rồi, các thông số vật lý. Thế bây giờ khi mà nghe một bài hát, đúng không? Hoặc nghe một tiếng động thì có những cái thông số nào của nó mà mình cần lưu ý? Một cái đặc điểm quan trọng nhất của sóng âm mà người ta hay lưu ý nhất, nó phụ thuộc một bạn mà hát đúng nhạc hay hát sai nhạc, đó chính là gì? Chính là tần số, đúng không? Cái đầu tiên là tần số của âm. Tần số của âm. Tần số của âm thì nó có đặc điểm gì? Tần số của âm đặc điểm gì? Thì một cái đặc điểm quan trọng là gì? Ví dụ như thầy nói đây hoặc các em nói, đúng không? Thì thấy là âm thanh nó truyền được đi trong không khí đến tai người nghe. Thế nhưng nếu mà giả sử chúng ta đang nói chuyện trong một căn phòng thì các bạn ở ngoài căn phòng đấy cũng có khả năng nghe được, đúng nào, nếu căn phòng không phải là căn phòng cách âm. Có nghĩa là âm thanh nó ngoài truyền trong không khí đến tai nghe, nó khả năng truyền qua các vật liệu làm bờ tường để tới tai bạn đó. Và khi chúng ta nghe, chúng ta thấy là vẫn là một cái bạn đấy nói, chúng ta vẫn nhận ra giọng của bạn đó, đúng không nào? Vậy thì điều này giải thích một cái tính chất quan trọng của âm là khi mà âm thanh truyền trong các môi trường khác nhau thì tần số của nó không thay đổi. Ví dụ thầy có một cái âm thanh thầy truyền từ môi trường không khí truyền vào nước, chúng ta thấy tần số không đổi. Nếu không tin thì có thể thử bằng cách là hôm nào chúng ta đi bơi, ta bơi dưới nước, ta vẫn nghe thấy tiếng của bạn mình trên bờ, ta vẫn nhận ra cái giọng đấy là giọng quen thuộc, vì tần số của nó vẫn là cái tần số quen thuộc mà chúng ta hàng nghe, đúng chưa nào? Đó thì quan trọng nhá, là tần số của âm nó là một cái hằng số. Nhớ, khi nói này thì đây là tần số của âm là hằng số khi nó truyền trong các môi trường khác nhau. Chứ còn hiển nhiên là chúng ta có thể thay đổi tần số của âm bằng nhiều cách khác nhau rồi, đúng không nào? Đây, bằng hằng số khi truyền trong các môi trường khác nhau thì tần số của âm không thay đổi, không thay đổi. Với âm sóng âm thì tần số của nó được chia thành một cái dải. Dải này được chia làm 3 phần. Một cái mốc là 16 Hz, mốc này là 20.000, đó, 20.000 Hz, đây là hai mốc. Thì những cái âm mà có tần số nhỏ hơn 16
Đây, nhỏ hơn 16 thì người ta gọi là mức hạ âm. Hạ âm. Rồi, lớn hơn 20.000 thì người ta gọi là siêu âm. Siêu âm. Thế còn từ 16 đến 20.000 thì nó là âm thanh nghe được. Âm thanh. Âm thanh nghe được. Nghĩa là con người chúng ta sẽ chỉ nghe được âm từ 16 đến 20.000 Hz thôi. Chứ còn nếu mà một cái nơi nào đó phát ra một cái âm thanh mà có tần số nhỏ hơn 16 Hz thì tai người không thể nghe được. Tai người không thể nghe được. Nhưng ta nói chuyện với nhau thì tần số chắc chắn sẽ từ 16 Hz đến 20.000 Hz. Được chưa nào? Rồi, đấy là với tai người. Thế nhưng mà những cái giải khác, ví dụ như giải hạ âm này, người không nghe được, nhưng lại có những cái loài động vật khác nó nghe được. Ví dụ siêu âm này thì người không nghe được, nhưng mà những loài động vật khác nghe được. Có thể điển hình ví dụ siêu âm nghe thấy có thể là rơi, đúng không nào? Rơi nó không nghe như bình thường mà nó nghe bằng giải siêu âm, nghe bằng giải siêu âm đó. Rồi, vậy là nhớ này, khi người ta nhắc đến âm thanh và tai người nghe được thì nó chỉ tập trung một cái giải từ 16 Hz đến 20.000 Hz thôi. Ngoài khoảng này thì tai người không nghe được, nhưng có một số loài động vật lại nghe được. Ví dụ trong năm 2016, đề thi 2016 vừa rồi có một cái câu rất hay là nói đến cái giải siêu âm. Và cái giải này thì có loài động vật nghe được, đó là con chó, đúng không? Nên là cái còi sử dụng cho con chó nghiệp vụ là cái còi phát ra siêu âm. Đó, thì đấy là một cái bài toán mà chúng ta thấy là cái phần lý thuyết này cũng gặp rất nhiều trong các đề thi, nên là mình phải nắm rõ nó. Nhớ nha, nhớ ba khoảng này, nó không có gì đặc biệt cả. Rồi, và nói xong tần số của âm. Tiếp theo, tần số của âm thì thầy muốn nói với em về vận tốc truyền âm. Vận tốc truyền âm. Vận tốc truyền âm là khi nào? Chúng ta thấy là nó khác vận tốc dao động, đúng không? Mình học ở phần trước mình đã phân biệt rồi. Vận tốc truyền âm thể hiện sự là nhanh chậm của âm thanh truyền đi trong các môi trường, nhanh chậm của âm truyền trong các môi trường. Thì cái vận tốc truyền âm thì lưu ý cái này nó phụ thuộc vào mật độ của các phần tử trong môi trường đó, phụ thuộc vào mật độ nha. Phụ thuộc mật độ. Cái này có thể hiểu nôm na như thế này. Ví dụ bây giờ thầy có một cái tin rất là bất ngờ, rất là hay. Nếu mà ở trong cái không gian chúng ta có rất nhiều bạn, có nghĩa là mật độ rất là đông, thì cái tin tức này nó lan tỏa đi rất nhanh, đúng không nào? Thầy thì hay nói vui thế, chúng ta dễ tưởng tượng. Mật độ là như vậy. Cái này thì lên cao chúng ta mới học kỹ hơn, mà bây giờ tạm thời hiểu như vậy. Vì V phụ thuộc mật độ, thế nên là vận tốc truyền âm này ở trong các môi trường khác nhau ấy, nó là khác nhau. Mà cụ thể chúng ta thấy là vận tốc truyền âm trong môi trường chất rắn thì lớn hơn vận tốc truyền âm trong môi trường chất lỏng, và lớn hơn vận tốc truyền âm trong môi trường chất khí. Điều này dễ giải thích thôi, bởi vì môi trường chất rắn có mật độ các phân tử lớn hơn chất lỏng, và ngược lại chất lỏng thì có mật độ phân tử lớn hơn các môi trường chất khí, đúng không nào? Thì đây vận tốc truyền âm nó tuân theo điều này. Rồi, viết như này nhưng không có nghĩa là tất cả những thằng chất rắn thì nó lại đều có vận tốc truyền âm bằng nhau, mà trong chất rắn thì phụ thuộc từng loại chất nó lại có vận tốc truyền âm khác nhau. Ví dụ như nhôm thì có vận tốc là 6.000, nhưng mà sắt thép chỉ có vận tốc cơ khoảng hơn 5.000 thôi. Có nghĩa là vận tốc truyền âm ở trong nhôm thì lại tốt hơn ở trong sắt thép, đúng không nào? Đó, thì đây là một cái so sánh chung thôi. Thành chung rồi. Đấy là vận tốc truyền âm. Rồi, vận tốc truyền âm. Hai cái tính thông số đặc biệt và quen thuộc của một cái sóng, đúng không nào? Trước chúng ta nghiên cứu một cái sóng, chúng ta luôn để ý là tần số của sóng và vận tốc của sóng. Thế bây giờ cái thông số tiếp theo mà thầy muốn nói ở đây là gì? Bây giờ thầy xét một cái ví dụ như thế này. Xét một cái ví dụ là bây giờ thầy có một cái nguồn âm. Có một cái nguồn âm, giả sử đây là một cái loa. Đó, giả sử đây thầy có một cái loa. Loa này phát âm thanh ra. Có một cái loa phát âm thanh. Thì mình thấy là mỗi cái loa khác nhau, chúng ta nghe thấy là to nhỏ khác nhau. Có loa chúng ta vặn hết cỡ rồi cũng không to bằng loa khác được. Thế thì khi một cái nguồn âm người ta nói đến thì chúng ta sẽ có một cái thông số nữa cần lưu ý, đó là công suất của âm. Công suất của âm, đúng không nào?
có những loa thì có công suất rất lớn, còn có loa thì có công suất nhỏ hơn. Thì công suất của âm được kêu là P. Kêu là P. À, công suất của âm. Công suất của âm thì là cái đơn vị của nó là watt. Công suất của thằng nào thì cũng đơn vị là watt thôi. Công suất của tất cả các loại đều đơn vị là watt hết. Được chưa? Thì công suất của âm kêu là P và đơn vị là watt. Cái này nó thể hiện cho là cái nguồn âm của mình nó có công suất lớn hay nhỏ, mà nó là năng lượng. À, nó cũng chính là phụ thuộc vào năng lượng nó. Đấy, là năng lượng mà âm có thể truyền tải. Rồi, bây giờ thầy tiếp tục nói đến một cái đại lượng mà mới nhá, đại lượng này rất mới. À, ví dụ bây giờ thầy xét một cái điểm A ở đây. Thầy xét một cái điểm A ở đây. Rồi. Rồi bây giờ thầy lại xét một cái điểm B ở bên này. À, đặt làm sao cho cái nguồn âm này là trung điểm của A và B. Bây giờ thầy giả sử là môi trường rất là lý tưởng đi, âm truyền đẳng hướng, có nghĩa là tất cả các hướng thì nó truyền là như nhau và không bị hấp thụ âm trong môi trường. Thì chúng ta nhận thấy là điểm A và điểm B ở đây sẽ nghe được, sẽ nhận được cái âm truyền tới từ cái loa này là có độ to là như nhau. Và trước tiên là mình nói là năng lượng mà loa này truyền tới hai cái điểm A, B là như nhau, đúng nào? Và mình nhận thấy là gì? Nếu thầy vẽ một cái đường tròn nhận cái loa này là tâm, thì tất cả các điểm trên cái đường tròn đấy cũng giống A và B, đúng chưa? Cũng nhận được cái năng lượng mà cái loa này truyền tới là như nhau. Và nếu mà xa hơn thì không phải hình tròn đâu, mà thầy xét một cái hình cầu, đúng không nào? Nhận cái loa này là tâm, thì tất cả các điểm trên cái hình cầu đấy đều nghe được cái âm thanh là có độ to bằng nhau và năng lượng tới các điểm đó là như nhau. À, vậy thì có nghĩa là gì? Điểm A, điểm B hay tất cả điểm trên mặt cầu này sẽ nhận được cái năng lượng của âm truyền tới là như nhau. Thế nên người ta có một cái thông số để đặc trưng cho mức năng lượng mà âm truyền tới các điểm trong không gian. Mức năng lượng âm truyền tới các điểm trong không gian. Thì cái đại lượng này là ký hiệu là Y. Ký hiệu là Y. À, đơn vị thì là watt trên mét vuông. Và cái thằng này nó mới nên thầy sẽ gọi tên nó. Tên của Y là cường độ âm. Cường độ của âm, à, nó đặc trưng cho khả năng là âm truyền tới cái điểm đó có năng lượng lớn hay nhỏ, cái điểm nó nhận được năng lượng lớn nhỏ. Thì biểu thức của Y rất là dễ nhớ. Biểu thức của Y rất là dễ nhớ. Y bằng P là công suất chia cho diện tích cái mặt cầu đó, toàn bộ cái mặt cầu nhận diện tích bằng nhau. Chúng ta học, chúng ta biết rồi, P diện tích mặt cầu chính là 4pi R bình phương, đúng nào? Trong đó R là khoảng cách từ điểm mà mình tính cường độ âm tới nguồn. R là khoảng cách tới nguồn. Đây. R. Ở đây lưu ý là khoảng cách tới nguồn âm. Đó, R là khoảng cách từ điểm mình xét tới nguồn âm. Tất nhiên khi làm thì R chúng ta phải đổi đơn vị chuẩn, đó là mét. Rồi. Tiếp theo thì người ta có một cái thông số nữa để đặc trưng cho độ to nhỏ của âm. Mình nghe lúc thì mình thấy to, lúc mình thấy nhỏ. À, vậy thì làm sao để so sánh được khi nào to, khi nào nhỏ? Mình phải đo được cụ thể nó. Thì người ta sẽ đo bằng một cái đại lượng ký hiệu là L. Có đơn vị là ben, là B. Ký hiệu là B, đọc là ben. Đó. Đó. Thì thằng L này, tên của nó là mức cường độ âm. Mức cường độ âm. À, thằng này là mức cường độ âm. Và mức cường độ âm thì được tính bằng một cái biểu thức, một biểu thức liên quan đến phương trình loga. Đây là L. L thì viết bằng biểu thức là loga cơ số 10 của Y trên Y0. Đó. Phương trình loga, loga cơ số 10 của Y trong Y0. À, trong đó Y là cường độ âm tại điểm mình xét. Ví dụ thầy đang xét tại điểm A này, muốn biết nó to hay nhỏ, thầy sẽ tính IA. Còn Y0 người ta gọi là mức cường độ âm chuẩn. Và Y0 thì thường chúng ta lấy nó làm hằng số Y0. Lấy bằng số và bằng 10 mũ trừ 12 watt trên mét vuông. Đấy là cái thằng Y0
thường người ta lấy nó là hàng số, không đổi rồi. Y không gọi là mức cường độ âm, là cường độ âm chuẩn. Đó, thì đây là biểu hai cái công thức mới, hai biểu thức mới là cường độ âm và mức cường độ âm. Rồi, lát chúng ta sẽ làm bài tập nó, chúng ta sẽ nói tiếp một phần lý thuyết nữa. Đó là trong cái phần nội dung về sóng âm thì chúng ta sẽ hay nghe đến những cái tên gọi là như đặc trưng sinh lý và đặc trưng vật lý. Chúng ta sẽ phân biệt nó, được chưa? Chúng ta sẽ sang cái phần 3 là đi phân biệt đặc trưng sinh lý, đặc trưng vật lý. Và đặc trưng sinh lý và vật lý của âm. Rồi bây giờ nghe đặc trưng sinh lý, đặc trưng vật lý thì có vẻ khó hiểu, nhưng mà đây sẽ mô tả đơn giản như này. Ví dụ bây giờ chúng ta em nhận xét một bạn là bạn này bạn rất cao, bạn rất cao, thì đấy là một cái nhận xét cảm tính. Cái nhận xét cảm tính đó chính là đặc trưng sinh lý của bạn đấy. Mình hiểu đơn giản vậy. Thế còn bây giờ muốn biết bạn cao cụ thể hay không thì thầy phải biểu diễn thông qua một cái thông số vật lý, đó là chiều cao h của bạn, viết nó bằng 1,85 chẳng hạn, đúng chưa? Hoặc là 1,90 thì đấy là chiều cao bạn này, được chưa? Hoặc viết tương tự, bây giờ nói một bạn là bạn này bạn ấy rất là béo, thế thì đặc trưng sinh lý là chữ béo, được chưa? Nó mang tính cảm tính, Thế còn muốn biết cụ thể béo không thì phụ thuộc vào khối lượng mờ của bạn ấy bằng bao nhiêu, đúng chưa? Lấy ví dụ như thế, thì để em hiểu là đặc trưng sinh lý và đặc trưng vật lý là gì. Thì mỗi cái đặc trưng vật lý thì nó sẽ có một cái đặc trưng sinh lý nhất định. Đặc trưng sinh lý này nó thể hiện cái sự cảm nhận tương đối của chúng ta, đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ có một cái bảng so sánh giữa đặc trưng sinh lý và đặc trưng vật lý. Đây, một cái bảng ta so sánh nó. Bên này là sinh lý, bên này là vật lý. Tất nhiên là bây giờ chúng ta chỉ so sánh đặc trưng sinh lý và vật lý với cái trường hợp là ta đang xét sóng gì? Sóng âm thôi, đúng không? Chúng ta chứ không xét đặc trưng sinh lý, vật lý của nhiều loại, mà chúng ta đang xét sóng âm thôi. Đó. Rồi, bây giờ thầy sẽ nói đến những cái thông số của nó như sau. Đầu tiên, có một cái đặc trưng sinh lý là độ cao, đúng không? Thỉnh thoảng nghe nói chuyện thấy có một số bạn giọng rất là cao, có một số ca sĩ hát giọng rất là cao, có những một số bạn giọng rất là trầm, đúng không nào? Thế thì giọng cao, giọng trầm thì nó là tần số của âm. Rồi, tần số âm. Thế bên này đặc trưng sinh lý là độ cao. Độ cao. Độ cao. Thì bên này tương ứng là đại lượng, đặc trưng vật lý là tần số. Muốn so sánh độ cao của các âm thì chúng ta so sánh tần số F của nó là sao? Đúng chưa nào? Rồi, độ cao. Tiếp theo, một số âm nó rất to, một số bạn thì nói mãi nhỏ quá không nghe thấy, thì có nghĩa là độ to, đúng rồi, độ to của âm. Độ to của âm. Thì để đo cái độ to của âm thì chúng ta có cái đại lượng vật lý, đó chính là L. L là gì? Đây, L chính là mức cường độ âm mình vừa mới học, đúng chưa? L mức cường độ âm. Tiếp có một cái nữa gọi là âm sắc. Âm sắc là gì? Âm sắc là bây giờ em tưởng tượng này, cùng làm một cái bài hát chẳng hạn, có người hát nó mang những âm sắc rất là ngọt ngào, rất là mượt mà, có người hát thì lại rất là hùng hồn, rất là mạnh mẽ, đúng nào? Hay là có những cái tiếng từ những cái loại nhạc cụ nghe rất là du dương, rất thoải mái, nhưng mà lại có những cái tiếng, ví dụ tiếng mà móng tay mà cào vào một cái kim loại nó rất là chói tai, rất là rùng mình, đúng nào? Thì đấy là đặc là âm sắc của nó. Thì âm sắc thì nó phụ thuộc vào đồ thị của âm. Đồ thị của một cái âm. Đồ thị của một âm rồi này. Chúng ta vẽ đồ thị ra. Thế đồ thị của âm nó phụ thuộc vào gì? Để vẽ một cái đồ thị chúng ta thấy nó phụ thuộc vào A là biên độ và F là tần số của âm này. Thì thực chất đồ thị chính là biên độ âm và tần số âm. Ngoài ra nó còn là dạng đồ thị nữa, còn dạng đồ thị nữa. Thì cái đấy mình không nói đến bởi vì mình chỉ học một cái dạng hình sin thôi. Nhưng nó sẽ phụ thuộc vào A, F, một cái nó gọi là dạng đồ thị. Nhưng mà dạng đồ thị nó có nhiều dạng lắm. Nên ở đây mình tạm thời mình nói đến hai cái thông số quen thuộc. A là biên độ của âm và F là tần số âm.
Rồi, vậy là mình đã so sánh không? Đặc trưng sinh lý và đặc trưng vật lý. Đó. Bây giờ còn một cái một cuối cùng nữa là một số 4. Là thầy muốn nói với em một cái, đó là cái phân biệt giữa hòa âm và âm cơ bản. Âm cơ bản và hòa âm. Âm cơ bản này và hòa âm. À thế âm cơ bản hòa âm thì nó như nào? Bây giờ giả sử này, giả sử thì tất nhiên là chúng ta có thể xét nhiều loại, nhưng mà chúng ta đã học hai cái loại, đó là sóng dừng trên sợi dây một đầu cố định, một đầu tự do, và sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định. Thế bây giờ thầy xét cái trường hợp giả sử nó là trường hợp hai đầu cố định đi, đúng không? Còn một đầu tự do, một đầu cố định thì công thức của nó cũng tương tự thôi. Thì thầy sẽ có là chiều dài L tính bằng biểu thức là K lambda trên 2, đúng không? Và nếu thầy biểu diễn đây thì nó sẽ bằng K này, lambda thì bằng V chia F, vậy là V chia cho 2F. Thế nhìn đây thầy sẽ thấy là K và F là nó tỷ lệ thuận với nhau. Tỷ thuận với nhau. Bây giờ thầy có một cái dây đàn và bây giờ thầy kích thích với cái tần số nhỏ nhất. Tần số nhỏ nhất thì ứng với K nhỏ nhất, có nghĩa là K bằng 1 là K nhỏ nhất, thì thầy được một cái tần tương ứng với cái tần số F0 là tần số nhỏ nhất, đúng không nào? F0 thì cái F0 này người ta gọi nó là âm cơ bản. Rồi, thế bây giờ nếu mà thầy kích thích nó bởi cái tần số lớn hơn, tần số lớn hơn thì sẽ ứng tiếp theo với K bằng 2. K bằng 2 thì sẽ tương ứng với F2. Lúc này chúng ta thấy ngay K bằng 2 thì F2 sẽ bằng 2F0. Thì người ta gọi cái thằng F2 này là hóa âm bậc 2. Bậc 2. Tương tự như vậy, nếu mà thầy xét K bằng 3 thì cũng sẽ có là tần số F3 bằng 3F0 và sẽ tương ứng với hòa âm bậc 3. Đúng nào? Tức là lần lượt như vậy. Thì đây là cách chúng ta phân biệt giữa âm cơ bản và hòa âm. Âm cơ bản là tập hợp hòa âm với các bậc nhỏ hơn trước đó. Thì đấy là một cái tính chất về âm cơ bản và hòa âm. Rồi, vậy là với sóng âm thì đây là toàn bộ những cái nội dung lý thuyết mà thầy muốn trình bày với em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm những cái loại bài tập. Thì bài tập phần sóng âm nó chỉ có hai dạng thôi. Một là dạng nói đến sự truyền sóng, cái này rất ít, đúng chưa? Xem là sóng âm nó truyền nhanh, truyền chậm như nào cho các môi trường. Loại thứ hai là chúng ta xét độ to và năng lượng của âm, hay là chính là dạng bài tập tính Y, cường độ âm, tính L, mức cường độ âm. Bây giờ chúng ta sẽ xét các ví dụ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xét ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 1 như sau. Một người áp tai vào một cái dây tàu, nghe được tiếng bố gõ vào dây cách đó 1 km. Sau 2.83 giây, người đó lại nghe được tiếng búa truyền qua không khí. Lấy vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s. Yêu cầu xác định vận tốc truyền âm trong thép. Rồi, đây là cái bài toán người ta nói về hiện tượng truyền âm trong các môi trường. Đây là cái dạng bài tập nó xuất hiện, nó hay xuất hiện nha, nhưng mà nó ít hơn. Nên thầy sẽ hướng dẫn cách làm, nó không gì đặc biệt cả. Nên trước tiên thầy sẽ mô tả cái hiện tượng ở đây một chút, em có thể hình dung cái hiện tượng như sau. Bây giờ thầy giả sử là đây là cái đường dây tàu này. Điểm A là cái điểm mà có cái búa nó gõ vào đây, điểm A điểm mà có cái búa gõ vào. Và tai người thì ở điểm B. Đây, tai người nghe ở đây. Tai người nghe ở đây. Đúng chưa? Bây giờ khi mà búa gõ vào điểm A thì tại điểm A này sẽ phát ra một cái âm thanh. Một cái âm thanh. Mà tai người muốn nghe được thì hiển nhiên âm thanh này nằm trong tần âm thanh là từ 16 đến 20.000 Hz. Bài này thì mình không quan tâm điều đó. Mình quan tâm là âm thanh sẽ được truyền đi trong tất cả các môi trường xung quanh. Và cụ thể ở đây thì có hai môi trường, đó là âm thanh sẽ truyền từ điểm A tới điểm B trong cái môi trường thép, đúng chưa, là môi trường của cái thanh dây này. Và ngoài ra thì nó còn được truyền trong không khí nữa. Ngoài ra cái âm thanh này nó còn truyền được trong không khí nữa.
Và người ta thấy là gì? Người ở B này thì người ta thấy nghe thấy cái âm mà búa gõ hai lần. Một lần là truyền trong thép và một lần là truyền trong không khí. Hai lần đấy cách nhau, đúng chưa? Hai lần đấy cách nhau. Thế bên để giải quyết bài này thì trước tiên thầy sẽ nói này là chúng ta sẽ coi như là cái môi trường là lý tưởng. Để không nói chúng ta phải tự hiểu đâu. Chuyện lý tưởng là sao? Là khi âm thanh truyền trong không khí hay âm thanh truyền trong thép thì nó sẽ có vận tốc là không đổi. Vận tốc không đổi trong khi trong quá trình truyền thì chúng ta thấy đây chính là cái loại chuyển động thẳng đều. Hơi đơn giản, chúng ta có thể áp dụng cái công thức chuyển động thẳng đều là quãng đường S thì bằng V nhân T. Đó, đúng nào? Quãng đường thì bằng vận tốc thời gian. Vận tốc không thay đổi rồi mà. Rồi, và ở đây chúng ta thấy quãng đường là quãng đường AB. Vậy đây thầy sẽ có như sau. À, bây giờ thầy xét trong cái môi trường đầu tiên là cái môi trường... Bây giờ thầy sẽ xét cái môi trường đầu tiên là môi trường không khí đi. À, trong không khí. Thì biểu thức của thầy ở đây sẽ là AB thì bằng V không khí nhân với T. Đúng nào? V không khí nhân T. Chúng ta thay số vào để tính cái thời gian mà âm thanh truyền trong quý xem là bao nhiêu. Chúng ta thay vào. AB ở đây là bằng 1 km. Nhưng vận tốc ấy thì nó lại mét trên giây, vậy thầy đổi thằng này ra 1000. Rồi, bằng 330 nhân với T. Chúng ta dễ dàng tính được cái thằng T này thôi. Đúng nào? Sẽ bằng 1000 chia 330 và ở đây nó sẽ là bằng 3,03 giây. Chúng ta lấy xấp xỉ cũng được nha. Tốt nhất là cứ để nguyên máy tính bấm. Rồi, đây là vận tốc trong không khí. À, đây là cái môi trường không khí. À, thế bây giờ chúng ta xem cái môi trường thép thì sao? Môi trường thép thì sao? Thì đề nói rất là rõ rồi. Là người này nghe được âm truyền trong thép, sau đó 2,83 giây thì người này lại nghe được âm truyền trong không khí. Hai cái âm trong thép và không khí này được truyền cùng một lúc, nhưng nghe thấy cái âm màu vàng trong thép trước, sau đó nghe thấy cái âm màu đỏ là truyền không khí sau. Vậy là thời gian truyền âm trong không khí sẽ lớn hơn thời gian truyền âm trong thép, một lượng là 2,83 giây. Vậy ở đây trong môi trường là thép, từ phân tích của thầy trên, thầy dễ dàng tính được T phẩy là thời gian truyền âm trong môi trường thép thì sẽ bằng T trừ 2,83 giây. À, chúng ta trừ ra, đây chính là 3,03 trừ 2,83, đúng không nào? À, và nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Trừ ra thôi, đúng không nào? Thì có T phẩy rồi, chúng ta dễ dàng tính được vận tốc truyền âm trong môi trường thép bằng cái biểu thức như này. Vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian. V trong thép thì sẽ bằng quãng đường là AB chia thời gian truyền âm trong thép. Ta ký hiệu là T phẩy rồi. Thay vào đây, AB thì là 1000 đúng không? Chia T phẩy. Ở đây 3,03 trừ 2,83, cái này chính là 0,02 à. Đúng chưa? 0,2 giây. Chúng ta thay vào đây, đây là 0,2, đúng không? 1000 mà chia 0,2, vậy nó ra là 5000 mét trên giây. À, đây chính là vận tốc truyền âm trong thép. Một cái bài toán không có gì cả. Chúng ta chú ý cái biểu thức chuyển động thẳng đều, quãng đường và vận tốc thời gian. Nhớ, đây chỉ được sử dụng trong một môi trường thôi. À, thông qua bài toán này thì mình cũng nhận thấy một cái tính chất quen thuộc, đúng không? Thông qua bài toán mình thấy nhận thấy một tính chất quen thuộc mà ta đã nói ở phần bên kia, đó là vận tốc trong môi trường thép là môi trường chất rắn thì vận tốc lớn hơn trong môi trường chất khí. Đây, 5000 so với 330, được chưa? Bài tập nó cũng chứng minh cái nội dung lý thuyết mình vừa học. À, thì thầy chỉ xét một cái ví dụ về cái nội dung sự truyền âm thôi. Bây giờ ta sẽ sang cái phần tính cường độ âm và mức cường độ âm. Bây giờ ta sẽ tiếp tục ví dụ số 2. Ví dụ số 2 nội dung như sau. À, một nguồn âm có công suất là 25W. Xác định Y là mức cường độ âm. Xác định Y là cường độ âm và L là mức cường độ âm tại một điểm M cách nguồn 0,4m. Rồi, bài toán rất cơ bản thôi. Đi thi mà gặp những cái bài này thì vui quá, ta giải quyết được ngay. Bây giờ trước tiên phân tích đề.
Đề nó cho nguồn có công suất là 25W. À, công suất nguồn chính là P. Ở đây thì có là P là bằng 25W. Một cái nguồn âm công suất là 25W. Đề bài yêu cầu ta tính I và L. I là cường độ âm. Thường tính bằng biểu thức gì nhỉ? P chia 4pi R bình phương. Trong đó nhắc lại, P là công suất của nguồn, R là khoảng cách từ điểm mình xét tới nguồn. Thế bây giờ chúng ta thay số vào đây để tính I luôn. P thì đề cho là 25W rồi, chia 4pi nhân R. Thì đây cái điểm mà mình xét nó cách nguồn 0,4m, mình thay vào đây là 0,4 bình phương. Bấm máy tính. À, xong. Ở đây đáp số mà thầy tính được nó là 12,43. Rồi, đấy. Đáp số thì tính được. Tiếp theo, ta sẽ đi tính L. L là mức cường độ âm thì được tính bằng biểu thức là bằng loga cơ số 10 của I chia I0. Thay số. À, I0 người ta không nói thì mình biết rồi. Nó là một hằng số và bằng 10 mũ trừ 12. Thay vào đây, I là bằng 12,43 chia cho I0 là 10 mũ trừ 12. Bấm máy tính đi. Ra bao nhiêu? Ở đây của thầy nó ra là 13,1. Rồi, bây giờ thầy sẽ nói về cái thằng L này một chút. Lưu ý, I thì gần như đơn vị chúng ta dùng duy nhất một cái là 12,43 thôi, là watt trên mét vuông, không có dùng nhiều đơn vị. Nhưng L là phải chú ý, L thì đơn vị chuẩn nhá, khi em tính bằng những cái công thức như này à, thì sẽ ra đơn vị là ben. Nhưng trong các bài tập và trong đáp số người ta hay cho chúng ta à, là ghi là dạng là decibel. Đây, người ta hay cho decibel, ký hiệu là dB. Được chưa? Thì cái này nó, chữ D này nó ký hiệu là 10 mũ trừ 1. Nó cũng giống như mét, decimet. Đó, thì lưu ý là 1 decibel thì sẽ bằng 1 phần 10 ben. Đó, bằng 1 phần 10 ben. Hay là 1 ben thì bằng 10 decibel. Lưu ý thế. Thì khi mà đề bài nó cho là decibel thì nhớ thầy là cứ đổi cho thầy ra ben để sử dụng công thức liên quan cho nó chính xác. Được chưa? Và khi mình tính xong thì đơn vị của mình cũng là ben. Và nếu đề yêu cầu đáp án là decibel thì mình đổi sau. Ví dụ như bài này cứ tính đúng các công thức, đúng thông số ra bằng 13,1 ben. Và đến đây thì mình lại đổi nó, nếu yêu cầu thì mình đổi ra decibel thì bằng 131 decibel. Được chưa? Không có gì khó khăn cả. Được chưa? Còn ở trong sách giáo khoa thì người ta cho hai công thức tính L, đúng nào? Nếu em xem lại em thấy trong sách giáo khoa có hai công thức tính L, là công thức tính L theo ben và công thức tính L theo decibel. Thì thôi không tội gì mình nhớ hai công thức cho nó mệt người cả. Mình nhớ công thức tính theo ben, công thức này, công thức của đơn vị chuẩn là ben. Được chưa? Xong mình đổi decibel sau thì đỡ phải lằng nhằng nhớ nhiều, được chưa? Rồi, đấy, xong ví dụ số 2. Bây giờ ta sẽ xét cái ví dụ số 3. Ví dụ số 3 có nội dung như sau. Một máy thu âm cách nguồn một khoảng là D thì đo được mức cường độ âm là L. Dịch máy thu ra xa nguồn 9m thì đo được mức cường độ âm là L trừ 20 decibel. Yêu cầu xoay D. À, đây là một cái dạng bài toán mà người ta dịch dịch máy thu. Thì cái việc mà người ta dịch máy thu hay là dịch nguồn âm thì cũng như nhau thôi. Lưu ý, cái máy thu chính là cái chỗ mà người ta đặt tay để nghe để đo mức cường độ âm. Nó chẳng có gì đặc biệt cái máy thu âm này cả. Đúng chưa nào? Ví dụ chúng ta xét cái điểm A có mức cường độ âm là L thì máy thu đặt ở đó cũng đo được mức cường độ âm L thôi, không gì đặc biệt, được chưa? À, thế bây giờ để làm bài này thì chúng ta thấy là đây là bài toán mà người ta yêu cầu xác định D thông qua biểu thức của L. Nhưng mà biểu thức của L thì mình thấy là đây là biểu thức dạng là phương trình loga. Mà phương trình loga giải quyết nó thì thường ấy, nếu mà em làm nhiều bài tập phương trình loga em thấy là muốn giải quyết bài tập phương trình loga khi người ta cho một đẳng thức, hai đẳng thức chúng ta thường trừ với nhau. Còn đây thầy muốn lập tỷ lệ để em thể thấy rõ nên thầy sẽ biến đổi một chút từ biểu thức của L. Đây, L thì được tính là bằng loga cơ số 10
của y chia y không. À, vậy thì từ đây mình thấy dễ dàng rút ra là y sẽ bằng y không nhân với lại 10 mũ l. Đó, thì mình có thể dùng biểu thức này. Nó cũng xuất hiện l trong biểu thức, nhưng nó là phương trình mũ, thì mình nhìn nó dễ hơn, mình xét tỷ lệ nó dễ hơn là xét tỷ lệ của phương trình loga. Loga thì mình không thể lấy hai l chia nhau được, mình phải trừ. Thì cũng ra thôi, chắc chắn là cũng ra được nhá, trừ nhau là ra. Nhưng mà thầy thích sử dụng cái biểu thức y kiểu này hơn, thì khi đó chúng ta nhìn bài toán nó nhanh hơn mà giải quyết nó đơn giản, đỡ nhầm. Bấm loga thì nói chung là nhẩm loga thì khó, đúng không? Nhẩm cái mũ này thì rất là nhanh, thì mình dùng cái này tính, đúng không nào? Rồi, thế đây, khi biểu diễn xong thì thầy thấy đây là ở cái điểm ban đầu cách một khoảng d, đúng chưa nào? Thế nên y này còn được tính bằng biểu thức là bằng p chia cho 4π d bình phương, đúng chưa nào? À đây, đây là cường độ âm tại cái điểm ban đầu cách nguồn khoảng là d, thì được tính bằng biểu thức là bằng y không 10 mũ l, và y này được tính bằng p là công suất nguồn trên 4π d bình phương, rất là dễ thôi đúng không? Thế bây giờ nếu mà dịch ra xa một cái khoảng là nếu mà dịch nó ra xa một cái khoảng lúc này là d cộng với lại 9 mét, đúng chưa? 9 mét thì thầy sẽ được một cái y phẩy. Y phẩy sẽ được tính bằng biểu thức tương tự như này, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là lúc này l là bằng l trừ 20 decibel, đúng nào? Thì lưu ý nhá, như thầy nói rồi, chỗ này mình phải giải quyết nó, không được để đơn vị là decibel để tính, mình đổi ra. Vậy thì cái này thực chất nó bằng là l trừ 2 ben, đúng nào? Viết thế. À vậy thì ở đây y0 sẽ bằng là y0 nhân 10 mũ l trừ 2. Đây biểu thức chính xác của nó, đúng không? Chứ bây giờ viết l trừ 20 tính sai ngay. Bằng công suất của nguồn âm không đổi, nguồn âm bài này không thay đổi gì cả. Cái duy nhất thay đổi là d nó tăng lên 9 mét. Vậy biểu thức này sẽ là p chia cho 4π d cộng với lại 9 bình phương. Rồi, thế bây giờ nhìn cái cụm bên này, chúng ta thấy dễ dàng chia nhau thôi, đúng không? Thì thầy sẽ chia hai biểu thức này cho nhau, chia hai biểu thức cho nhau. Một bên, bên này chia thì sẽ thành là 10 mũ l chia 10 mũ l trừ 2 thì sẽ bằng, bên này chia p, p mất 4π mất, vậy d nghịch đảo lên nó sẽ bằng là d cộng 9 chia d tất cả bình phương, đúng không nào? 10 mũ l mà chia cho 10 mũ l trừ 2 thì sẽ bằng 100. 100 mà bây giờ khai căn ra, vậy thì thầy tiếp tục dễ dàng rút được là vế này sẽ là 10, còn đây này sẽ là d cộng 9 chia cho d. Thế đến đây thì chúng ta suy ra thôi, d sẽ bằng giải phương trình, cái này nhầm được đúng không, sẽ bằng 1, tất nhiên là mét rồi, 9 mình dùng 9 mét, d bằng 1 mét. Vậy là xong một cái bài toán. Đây là dạng bài toán mà người ta dịch nguồn tương đối so với lại máy thu, dịch nguồn hoặc là dịch máy thu, thì cái dạng bài tập nó không có gì, thực chất là cái việc thay đổi khoảng cách thôi nha. Nếu em gặp bài tập dạng này thì cũng giải quyết nó cách bình thường. Và lưu ý này, tránh sử dụng phương trình loga. Nếu muốn dùng loga thì không, đây ở đây thầy đang dùng một cái là thầy chia hai biểu thức này cho nhau, đúng chưa? Thầy chia hai biểu thức cho nhau. Nhưng nếu em không viết dưới dạng y này, mình viết dạng l, thì em phải trừ hai phương trình cho nhau. Đấy, lưu ý nha. Trong vật lý mình thì đến 90 các dạng mà người ta cho đẳng thức trước, đẳng thức sau, chúng ta chia để lập tỷ lệ với nhau. Thì ở đây chúng ta sử dụng cái biểu thức này để chia với nhau, rất đẹp mắt, dễ rút gọn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ví dụ số 4. Bây giờ ta xét một cái ví dụ tiếp theo. Đây chính là bài toán xuất hiện trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia, đề thi đại học năm 2010, hai năm mà thầy thi. Ví dụ này có nội dung như sau. 3 điểm O, A và B nằm trên một đường thẳng. Đặt nguồn âm tại điểm O. Người ta đo được mức cường độ âm tại A là bằng 60 dB, mức cường độ âm tại B là 20 dB. Và xác định, yêu cầu là xác định mức cường độ âm tại một cái điểm C là trung điểm của AB. Rồi, đây là một cái dạng toán mà cũng hay gặp và hay xuất hiện trong các đề thi. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết bài này. Trước tiên thì sẽ phân tích đề một chút. Đây là ba điểm ABC
đặt như vậy. Nguồn O, điểm A, điểm B. Nếu người ta không nói nó nằm theo thứ tự thì chúng ta cũng biết được là A sẽ gần O hơn. Vì lý do chúng ta biết là nguồn nào mà có mức cường độ âm lớn sẽ gần nguồn hơn. Đúng không nào? Đây là A bằng 60, là B chỉ bằng 20 thôi. Và người ta yêu cầu chúng ta tính mức cường độ âm tại cái điểm C là trung điểm. Vậy thì chắc chắn khi em tính ra thì em sẽ phải tính được LC nhỏ 60 và lớn 20. Đúng không? Nếu mình tính mà không ra như thế, nghĩa là sai. Thế mới làm bài này thì chúng ta sẽ làm giống với cái ví dụ số 3 hàng trước. Chúng ta sẽ sử dụng cái biểu thức của mức cường độ âm Y. Mặc dù người ta cho L nhưng mình sử dụng thông qua biểu thức của Y. Bởi vì là chúng ta muốn tránh đụng đến nhiều cái phương trình loga. Tất nhiên là dùng L cũng ra. Nhưng mà thầy muốn sử dụng Y là phương trình mũ cho nó quen thuộc. Thì chúng ta đã có là Y thì bằng là Y0 nhân 10 mũ L và sẽ bằng là P chia 4pi R bình phương. Đúng không nào? Rồi, đây biểu thức mà chúng ta sẽ sử dụng. Thế bây giờ thầy xét tại cái điểm A. Tại điểm A, bên nếu thầy xét tại điểm A thì đây chính là IA đúng không bằng Y0 nhân RA bình phương. Đúng không? Tại điểm B thì IB cũng như vậy, cũng bằng Y0 nhân đây, đây là LA nhé, nhân 10 mũ LB đúng không, sẽ bằng P RB bình phương. Và C thì cũng vậy thôi đúng không, IC cũng giống như thế, cũng bằng Y0 nhân 10 mũ LC bằng P chia 4pi RC bình phương. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết ba cái biểu thức này. Trước tiên thì thầy sẽ lấy biểu thức số 1, số 1, số 2, số 3 này. Để thầy lấy thằng 1 và thằng 2 chia vào nhau. Tại sao chia luôn? Bởi vì LA và LB thầy đã biết rồi. Ở đây lưu ý LA để cho là 60 nhưng em sẽ phải đổi ra là 6 ben. LB sẽ phải viết là 2 ben để thay vào đây cho nó đúng. Vậy từ 1 và 2, đây, từ 1 và 2 và 2 thì chúng ta sẽ rút được cái biểu thức rút được biểu thức từ 1 và 2 ta chia là rút ra biểu thức là 10 chia LA, xin lỗi, 10 LA chia 10 LB đúng không, thì sẽ bằng RB bình chia RA bình. Ở đây không nói thì chúng ta cũng đã biết RB là khoảng cách từ điểm B tới nguồn O và RA là khoảng cách từ A tới nguồn O, nó chính đoạn OB và OA. 10 LA chia 10 LB chúng ta rút một tí. Đây chính là 10 mũ LA chúng ta có là 6 rồi. LB thì là 10 mũ 2 rồi. Vậy là bằng RB bình chia RA bình. Đúng không? Và nếu chúng ta khai căn nó thì chúng ta thấy RB chia RA cái này 10 mũ 6 chia 10 mũ 2 là 10 mũ 4. Vậy khai căn nó sẽ bằng 10 mũ 2, cũng là bằng 100. Đó, đấy là tỷ lệ về khoảng cách. Đúng không? À vậy chúng ta là thấy là nếu thầy chia những cái biểu thức này với nhau thầy sẽ rút được tỷ lệ về khoảng cách. Thế và bây giờ chúng ta sẽ đi cố gắng đi tìm tỷ lệ về khoảng cách của điểm C để giải quyết nó. À thế ở đây chúng ta thấy là C là trung điểm của đoạn AB. C là trung điểm. C là trung điểm nên là thầy dễ thấy một cái biểu thức là RC sẽ bằng RA cộng RB chia 2. Đúng không nào? Bây giờ thầy thay biểu thức vừa tính được vào đây, thầy sẽ rút theo RA. Rút theo RA. Thì RB bằng 100 RA, vậy đây sẽ là RA này. Cộng 100 RA chia 2. À, hay là mình sẽ có biểu thức liên hệ giữa RC và RA là RC chia RA
Đó, ra chuyển đây thì bằng 100 cộng 1/2 vậy là 55,5. 101. Xin lỗi, đây nó sẽ ra là 50/2, thầy viết nhầm nhá. Đó. 101 chia 2 vậy ra là 50,5. Đây là RC chia RA. Thì có RC chia RA rồi thì mình thấy nó sẽ có biểu thức tương tự ở đây. Nghĩa là biểu thức 2 và 3 khi thầy chia với nhau. Khi thầy chia thằng 2 và thằng 3 cho nhau. Bây giờ thầy lại chia 23. Đây, giúp bên này. Thầy sẽ viết màu khác đi. Chúng ta phân biệt. Chỗ này chúng ta sẽ lấy 3 và 1. Xin lỗi. 3, 1 chia nhau. Tại sao? Vì thầy có biểu thức của C và A mà. Đúng không? Thầy lấy hai cái này chia với nhau. Thì đây sẽ được là gì? Thằng này chia thằng này. Thì là 10 mũ LA. Là 10 mũ 6 chia 10 mũ LC, đúng không? Thì bằng RC bình. À, RC bình chia RA bình. Mà RC chia RA thì mình vừa biết kia rồi là bằng 50,5. Vậy đây sẽ bằng 50,5 bình phương, đúng không? Vậy từ đây thì dễ dàng rút được 10 mũ LC sẽ bằng 10 mũ 6 chia 50,5 bình phương. À, thì đến đây chúng ta bấm máy tính rút được LC thôi. Đó. Và đây đáp số mà thầy tính ra thì LC nó là cỡ 2,6 Ben. Đó. 2,6 Ben. Và để cho giống với A và B, thầy sẽ viết nó thành 26 decibel. Rồi. À, đây là bài toán về lập tỷ lệ mà chúng ta thấy C, giá trị của LC đúng như thầy nói ban đầu, nó nằm trong khoảng giữa của LA và LB. Một bài toán yêu cầu chúng ta phải lập tỷ lệ giữa khoảng cách, lập tỷ lệ khoảng cách. Đó, và nó tập trung từ cái biểu thức dưới dạng của Y. Không có gì khó khăn, nếu chúng ta nhìn tổng quát, chúng ta sẽ giải quyết nó rất là nhanh. Đúng nào? Bên ta sẽ tiếp tục với một ví dụ cuối cùng. Ví dụ số 5 có nội dung như sau. Đây là một cũng là một cái bài toán trong một cái đề thi đại học năm trước đây. Tại điểm O thì có hai nguồn âm giống nhau. Tại điểm A thì đo được mức cường độ âm là LA thì bằng 20 dB. Để tại điểm M là trung điểm của OA có LM bằng 30 dB thì cần đặt thêm số nguồn âm là bao nhiêu? À, bài toán người ta yêu cầu ta tính số nguồn âm. Trước tiên thầy sẽ phân tích đề như thế này. À, khi mà thầy từ nãy đến giờ chúng ta xét thì chúng ta không để ý đến nguồn, thì chúng ta phải chú ý đến nguồn một chút. Là nếu mà thầy đặt một nguồn thì công suất là P0 chẳng hạn, thì nếu thầy đặt hai nguồn giống hết nhau thì công suất nó sẽ tăng gấp đôi. Có nghĩa là công suất nguồn thì có tính chất cộng, tính chất cộng. Thế mà ban đầu thầy đặt hai nguồn âm giống nhau, đúng chưa? Thầy đo được mức cường độ âm tại một cái điểm A là 20 dB. Bây giờ thì thêm số nguồn âm vào để đáp ứng cái mục tiêu là cường độ âm tại cái điểm M là trung điểm của OA thì có mức cường độ âm là 30 dB. Bài toán cũng không có gì đặc biệt. Và chúng ta sẽ giải quyết thông qua biểu thức của Y và công suất nguồn âm. Vậy trước tiên thầy sẽ gọi cái thằng P0 là công suất của một nguồn. P0 là công suất của một nguồn. Vậy thì ban đầu của thầy có hai nguồn thì công suất nó sẽ là 2P0. Cái biểu thức của chúng ta quen thuộc chúng ta sử dụng lúc nãy rồi là ban đầu. Ban đầu có hai nguồn, vậy thì biểu thức của thầy là Y này. Tại A đúng không? IA sẽ bằng Y0 này nhân 10 mũ LA. LA ở đây thì bằng 20 dB mà chúng ta quen rồi. 20 dB mình đổi ra là 2 Ben. Bên đây 10 mũ 2 thì sẽ bằng P0. Đúng chưa nào? Có đúng ban đầu là hai nguồn không? Vậy là 2P0 chia này 4P. Khoảng cách từ A tới nguồn vậy nó sẽ là RA bình phương. Rồi, đây là ban đầu.
Thì lúc sau thì người ta yêu cầu là thêm nguồn vào. Người ta không biết thêm bao nhiêu. Thầy giả sử là thêm N nguồn. Thêm N nguồn. Đó, lúc sau thầy ban đầu thầy sẽ thêm N nguồn vào. Thì thầy sẽ có mức cường độ âm tại điểm M được tính bằng Y0 nhân 10 mũ LM. LM đây cho là 30 dB, chính là 10 mũ 3. Thì bằng này. Bằng này. À, bây giờ có thêm N nguồn. Ban đầu thì có 2 nguồn. Vậy thêm N nguồn, vậy thì số công suất nguồn sẽ là N cộng với 2 nhân với lại P0 chia 4pi. Đúng không? 4pi RM bình phương. Nhưng mà đây M là trung điểm, vậy thì RM bằng RA trên 2. Vậy đây thì sẽ viết là RA trên 2 tất cả bình phương. Đúng nào? Thực chất cũng này RM. Và đây thì quen rồi, chúng ta lấy hai biểu thức chia tỷ lệ cho nhau. Chia tỷ lệ nhau. Bây giờ thầy sẽ chia tỷ lệ. Thì biểu thức này chia biểu thức này, nó sẽ ra là thầy lấy dòng dưới chia dòng trên đi. Thường mình lấy thằng to chia thằng nhỏ để mình nhẩm cho nó thuận nha. Còn lấy thằng nào chia nhau không quan trọng. Lấy dưới chia dòng trên thì đây 10 mũ 3 chia 10 mũ 2, đúng không? Nó sẽ bằng 10. Đây nha. Cụm này chia cụm này là 10 mũ 3 chia 10 mũ 2 thì bằng 10. Bằng này. À, cái này chia cái này. À thì đây sẽ là N cộng 2 4pi hết này, đúng không nào? RA bình hết này, P0 hết này. Đây là N cộng 2, mẫu số thì là 4, vậy đây là 4N cộng 2 mà chia cho 2, vậy là bằng 2N cộng 2. Đó, rất đẹp đúng không? Chia rút rồi. Thì từ đây nhẩm ra đúng không? 10 chia 2 là 5, vậy là N bằng 3. Vậy thì đáp số của bài này làm ta sẽ phải thêm 3 nguồn giống hai nguồn ban đầu để mức cường độ âm tại điểm M là bằng 30 dB. Đúng chưa nào? Rồi, bài toán nói về cái cách mà người ta thêm nguồn. À, vậy là chúng ta đã đi qua những cái dạng cơ bản của phần này, sự truyền âm này, đúng không nào? Tính cường độ âm, mức cường độ âm này, dịch chuyển các nguồn âm này, biểu thức tỷ lệ khoảng cách và thêm nguồn. Đó thì những cái dạng cơ bản. Thực chất nó xoay quanh cái biểu thức quan trọng này thôi. Đúng không? Xoay quanh biểu thức về Y, về L thôi, không có gì đặc biệt. Rồi. Thì đây là bài cuối cùng của chương sóng cơ chúng ta kết thúc, và ở những bài tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang chương dòng điện xoay chiều. Thầy hy vọng là em tiếp tục giữ vững tinh thần học tập của mình để có thể đạt được mục tiêu trong kỳ thi sắp tới. Chúc em luôn học tốt. Xin chào.